vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn quan tâm ủng hộ kênh của chúng tôi. Và xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật báo 24 giờ. Xem trực tiếp nữ Việt Nam đấu nữ Trung Quốc thẳng tiến tới World Cup. Đánh bại được Trung Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức giành quyền chơi tại World Cup 2023 sắp tới. Đối mặt với vô vàn khó khăn về mặt lực lượng nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn xuất sắc lọt vào tứ kết Asian Cup 2022. Ở tứ kết, chúng ta sẽ chạm trán với đối thủ rất mạnh là đội tuyển nữ Trung Quốc. Trên lý thuyết, nếu có chiến thắng trước Trung Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có tấm vé dự World Cup 2023. Tuy nhiên, việc đánh bại được đối thủ mạnh như Trung Quốc là thử thách cực đại đối với Tuyết Dung và đồng đội. Sau trận hòa Myanmar, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận định rằng Trung Quốc là đội bóng hàng đầu châu lục, thậm chí đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch Asian Cup năm 2022. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, tuyển nữ Trung Quốc đứng thứ 19 thế giới. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại giải Tứ Hùng năm 2018, khi đó chúng ta đã phải nhận thất bại 0-4. Hàng thủ bên phía Việt Nam sẽ phải đặc biệt dè chừng hai chân sút hàng đầu là Wang Shuang và Wang Shanshan. Trong trường hợp huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò không có chiến thắng, chúng ta vẫn còn cơ hội dự World Cup ở trận playoff. Trận đấu giữa Việt Nam với Trung Quốc thuộc khuôn khổ tứ kết Asian Cup nữ 2022 sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 1 tại sân vận động Dei Patin ở thành phố Mumbai. Hiện tại lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam đang có 22 cầu thủ sẵn sàng tập luyện và tham gia thi đấu. Toàn đội cũng đã được ban tổ chức trận đấu bố trí ở tại khách sạn có điều kiện ăn ở và phục vụ tốt hơn. Đây cũng là địa điểm đội tuyển nữ Trung Quốc và đội tuyển nữ Nhật Bản đóng quân. Huấn luyện viên Mai Đức Chung báo tin vui, đội tuyển nữ Việt Nam có cách thắng Trung Quốc. Huấn luyện viên Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng đấu pháp hướng đến mục tiêu giành thắng lợi trước Trung Quốc tại tứ kết Asian Cup năm 2022. Đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng bảng vòng chung kết Asian Cup 2022 dù phải chung mâm với các đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Thử thách tiếp theo của đội bóng số 1 Đông Nam Á trên con đường chinh phục giấc mơ World Cup sẽ là Trung Quốc ở trận tứ kết. Với việc là một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội bóng láng giềng ở trận tứ kết hôm 30 tháng 1, tức ngày 28 Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Thật trùng hợp, khi chỉ 2 ngày sau đó, đội tuyển Nam cũng có cuộc đọ sức với đội tuyển xứ tỷ dân trong ngày mùng 1 Tết tại giải vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trước thềm trận tứ kết Asian Cup 2022, huấn luyện viên Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam đã báo tin vui về tình hình lực lượng cũng như sự tự tin để chuẩn bị kỹ lưỡng cho toàn đội hướng đến một thắng lợi trước Trung Quốc và giành tấm vé tham dự đấu trường thế giới World Cup nữ năm 2023. Chia sẻ ở buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển Việt Nam chỉ còn một cầu thủ đang chờ kết quả xét nghiệm, 22 vận động viên còn lại hiện đã đủ sức khỏe. Chúng tôi rất mừng, càng đi sâu, càng khó khăn. Lực lượng của đội tuyển đang hồi phục dần. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tinh thần ý chí thi đấu quyết tâm cao. Càng gặp đối thủ khó hơn, các cầu thủ Việt Nam càng cần nỗ lực hơn nữa. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu bước đầu khi lọt vào tứ kết, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa. Giống như hai đối thủ ở vòng bảng là Hàn Quốc và Nhật Bản, Trung Quốc cũng là đối thủ lớn, cầu thủ có chuyên môn tốt và khỏe hơn. Trước khi vào giải, chúng tôi đã chuẩn bị một đội hình chiến thuật. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải chơi phòng ngự phản công, đá chặt khu trung tuyến. Chúng tôi đã xem băng hình các trận đấu của đội tuyển Trung Quốc và thấy có nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt. Chúng tôi sẽ phải làm thế nào khống chế những cầu thủ đó để làm sao trận đấu diễn biến tốt hơn cho đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Kim Thanh 17 lần cứu thua sẽ làm nản lòng các chân sút Trung Quốc. 19 giờ ngày hôm nay trực tiếp trên VTV6, tuyển nữ Việt Nam chạm trán đối thủ rất mạnh là Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup nữ năm 2022. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh, người chơi rất hay ở vòng bảng được kỳ vọng hóa thành người hùng cho tuyển nữ Việt Nam. Theo thống kê từ AFC, ở vòng bảng, thủ môn Kim Thanh có 17 lần cứu thua cho tuyển Việt Nam trong 3 trận đấu với Hàn Quốc thua 0-3, Nhật Bản thua 0-3 và Myanmar hòa 2 đều. Số lần cứu thua của Kim Thanh chỉ xếp sau thành tích 21 lần cản phá của thủ môn New Mayjin của Myanmar. Giới chuyên môn dành lời khen đặc biệt cho thủ môn Kim Thanh bởi tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C với sự góp mặt của hai đội hàng đầu châu lục là Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng tài năng của cô với những pha cứu thua xuất sắc giúp đội nhà chỉ thua nhẹ các đối thủ, qua đó chiếm ưu thế về hiệu số bàn thắng bại và đoạt vé vào tứ kết cũng nhờ chỉ số này. Chọn vị trí hợp lý, phản xạ nhạy bén và dũng cảm là điểm mạnh của thủ môn Kim Thanh. Cô gái sinh năm 1993 quê Long An này đến với bóng đá muộn lúc 14 tuổi nhưng nỗ lực hơn người lại được cựu thủ môn Kim Hồng chỉ bảo tận tình nên nhanh chóng khẳng định tài năng. Ở SEA Games 2019, Kim Thanh cũng chơi rất hay, được ví như lá chắn thép giúp tuyển nữ Việt Nam đoạt huy chương vàng. Trước tuyển nữ Trung Quốc rất mạnh, huấn luyện viên Mai Đức Chung xây dựng hệ thống phòng ngự chặt chẽ nhằm hạn chế thấp nhất các pha uy hiếp lên khung thành của thủ môn Kim Thanh.
Chắc chắn là sức ép tấn công mà các cầu thủ Trung Quốc sẽ tạo ra liên tục và chốt chặn cuối cùng là thủ môn Kim Thanh được kỳ vọng tỏa sáng nhằm giữ vững mảnh lưới. Người hâm mộ Việt Nam chờ đợi Kim Thanh và các đồng đội tạo nên địa chấn trước Trung Quốc tại tứ kết Asian Cup nữ năm 2022. Nếu thắng đối thủ, tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết, đồng thời lần đầu tiên đoạt vé tham dự World Cup 2023. Đó là ước muốn không chỉ của Kim Thanh mà còn của cả đội tuyển nữ lẫn bóng đá Việt Nam. Tuyển Việt Nam đã tìm thấy tử huyệt của đội Trung Quốc. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển nữ Việt Nam đã mổ băng phân tích về đối thủ Trung Quốc tại tứ kết Asian Cup nữ năm 2022 diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 1. Đội nữ Trung Quốc đã phô diễn sức mạnh hủy diệt của mình với hai trận thắng rất đậm tại bảng A Asian Cup 2022, đánh bại đội Đài Loan với tỷ số 4-0 và thắng đội Iran với tỷ số 7-0. Băng hình hai trận đấu nói trên của đội Trung Quốc đã được thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung mổ xẻ rất kỹ vào ngày 29 tháng 1. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nói: "Ở cả hai trận này, đội bạn đều chơi với sơ đồ 4-4-2 nhưng vẫn có điểm khác biệt về cách bố trí nhân sự và chọn vị trí. Ở trận thắng Iran thì họ bố trí 4 hậu vệ thi đấu với 4 tiền vệ răng ngang, nhưng ở trận đấu của đội Đài Loan, 4 tiền vệ này lại đứng thành tứ giác như là hình kim cương. Các tiền vệ cũng được thay đổi. Đội Trung Quốc phối hợp rất hay, chuyền bóng ngắn với tốc độ nhanh và dù tuyến tiền vệ có sắp xếp như thế nào thì họ cũng giữ được thế trận cực tốt và ổn định, luôn khiến cho đối phương phải bối rối. Khi triển khai tấn công, đội Trung Quốc tạo thành 4 mũi, trong đó hai hậu vệ biên là Lou Jiahua áo số 14 và Zhao Wei số 8 lên bóng rất nhanh. Nhưng cũng vì hay tham gia tấn công nên thường để lộ khoảng trống lớn ở biên. Trung vệ Wang Xiaoxue số 3 hơi chậm chạp. Đó là những điểm cần lưu ý nếu đội tuyển Việt Nam biết cách khai thác, có thể làm nên chuyện. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ rõ những cầu thủ chơi nổi bật của đội Trung Quốc. Tiền vệ Zhang Xin rất khéo léo, hai tiền đạo mang áo số 7 gồm có Wang Shuang và số 11 là Wang Shanshan. Đều chơi rất kỹ thuật, khả năng dứt điểm tốt. Đặc biệt Shuang có cái chân trái rất khéo léo. Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam sẽ phải làm việc hết công suất bởi đội bạn khỏe, nhanh, chớp thời cơ rất tốt. Nhiều khả năng trong trận đấu tối nay gặp Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam sẽ sử dụng ngay từ đầu tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy và Thái Thị Thảo, cả hai vừa khỏi COVID-19. Thùy có những bước di chuyển linh hoạt và nhiều bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam được xuất phát từ những đường truyền đầy sáng tạo của cô. Còn Thảo, cầu thủ có lối chơi khéo léo, thông minh, kỹ năng cầm bóng tốt và công thủ toàn diện như Đỗ Hùng Dũng ở đội tuyển Nam. Cũng theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không run sợ mà thi đấu với tất cả bầu nhiệt huyết và sự tự tin. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: "Tôi nói với các học trò rằng các con cứ cố gắng đá như thể một trận chung kết, đừng áp lực gì cả. Nếu thắng thì là công lao của các con, còn nếu không may thua, đó là việc của bác. Hãy tự tin nhập cuộc với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, không quản ngại gian khổ. Dù đội bạn chơi với nhân sự như thế nào, đội hình hay đấu pháp ra sao, chúng ta cũng không ngán ngại." Trung vệ Trương Thị Kiều vẫn hơi đau do ảnh hưởng của chấn thương cũ, nhưng cô cũng nói với tôi, bác cứ để con ra sân vì con muốn chiến đấu. Tất cả các học trò của tôi muốn có món quà đẹp tặng khán giả Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video, nhớ thấy hay thì hãy share và like video này. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được cập nhật những tin tức mới nhất từ bóng đá được chúng tôi cập nhật mỗi ngày qua kênh Nhật báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.